Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại quay trở lại VOG Channel. Thì cũng như là lần trước để chúng tôi có viết một cái bài về GE, và cũng hứa với các bạn là trong tháng 11 sẽ có cái một số thông tin về GE, sử dụng GE như nào cho nó hiệu quả, và chúng ta phân biệt GE với phân như thế nào. Thế thì bây giờ chúng ta phải quay từ đầu. Người ta gọi GE tiếng Anh là Rabbit Enzyme, tức là enzyme từ rác. Trong quá trình chúng ta thải ra, trong quá trình sinh hoạt là có rất nhiều rau củ quả. Cái này thì bà tiến sĩ người Thái là người mà đã phát triển nghiên cứu về cái vấn đề này cũng gần 30 năm. Nhưng thực ra bà tiến sĩ đó không phải là người phát minh ra cái này, mà từ xa xưa rồi chúng ta đã làm rượu trái cây. Cái quy trình làm rượu trái cây thì nó cũng giống với là cái cách của bà tiến sĩ người Thái là làm cái GE. Thế bản chất của GE là gì? Tức là rau củ quả trái cây chúng ta kết hợp với đường, nước, thì quá trình đó là quá trình lên men. Và cái con vi sinh vật là nó hoạt động là kỵ khí, nó sẽ phân hủy các chất hữu cơ cùng với đường, nó phân hủy ra và ra những cái dịch men cũng như là cái số cái enzyme. Thế thì GE có nghĩa là enzyme từ rác, Rabbit Enzyme. Thế còn nếu chúng ta làm enzyme, chúng ta tách ra là ví dụ dứa này, chuối này hay là cơm, thì chúng ta không nên gọi nó là GE. Ví dụ chuối thì chúng ta gọi là banana enzyme, thì chúng ta phải viết là BE. Còn nếu chúng ta làm từ cơm thì nó là rice enzyme, có nghĩa là AI, chứ không phải GE nữa. Thì tôi đã cho đi test một số các cái chất mà chúng ta ủ từ đậu nành này, chúng ta ủ từ chuối này, chúng ta ủ từ tỏi ớt gừng. Thì về cái thành phần dinh dưỡng ấy, bản chất là các đa trung vi lượng ở trong cái mà các bạn gọi là GE đó không đáng kể. Đa trung vi lượng là hầu như không đáng kể. Với cái số lượng, với cái hàm lượng đó thì không đủ để mà có thể nói rằng là chúng ta thay thế cho phân hữu cơ hoặc là phân vô cơ. Tôi ví dụ, có nhiều người bạn nói rằng là trong cái chuối nó có nhiều kali. Và tôi tra ra là trong 100 gram chuối có 358 mg kali. Thế thì và 100 gram đó chúng ta sẽ làm ra được khoảng 0,4 lít, 0,5 lít dung dịch. Có nghĩa là trong 0,5 lít dung dịch đó chúng ta có 0,354 gram kali thôi. Mà chúng ta lại dùng cái dung dịch đó, chúng ta lấy ra có 3cc, chúng ta pha với nước, thì lúc đó là kali nó chỉ còn 0,0003 hoặc là 0,005 gram trên lít chúng ta đi tưới. Và trong khi nếu chúng ta đang phun để chúng ta tưới bằng phân hóa học ấy, kali trong phân hóa học, chúng ta pha tới 1 gram hoặc 1 gram rưỡi trên lít, có nghĩa là chúng ta tới 1.000 đến 1.500 ppm, hoặc là 1.000 đến 1.500 mg trên lít, tức là cái hàm lượng kali nó cao lên gấp hàng mấy ngàn lần như vậy. Thì điều đó chứng tỏ là trong cái mà các bạn gọi là GE đó là cái dinh dưỡng đa trung vi lượng gồm kali, đạm, rồi lân là hầu như không đáng kể.
Thế thì trong GE nó có tác dụng gì? Thì tôi đi test các thành phần ngoài, các bạn biết là để thành phần dinh dưỡng cho cây ấy, thì ngoài đa chung nguyên lượng thì chúng ta cần các cái amino acid, 18 loại amino acid mà cây không thể tổng hợp được. Và chúng ta cần những cái chất điều hòa sinh trưởng như auxin, cytokinin hay là acetylen. Thì khi chúng ta làm cái GE này thì chủ yếu trong đó nó là amino acid. Các bạn có thể xem trên cái bản test để thấy. Thế thì mỗi một loại củ quả, mỗi một loại trái cây thì qua bản test đó thì nó tạo ra những cái amino acid khác nhau. Thì để chúng ta biết rằng cái amino acid nào có tác dụng với cái sự sinh trưởng của cây như thế nào thì chúng ta cũng phải nên test cái thành phần dung dịch mà chúng ta ngâm ra để chúng ta biết được rằng là nó có tác dụng như thế nào với cây. Lúc nào thì chúng ta có thể là dùng cái GE chuối, lúc nào chúng ta dùng GE đậu nành, lúc nào chúng ta dùng GE nha đam, thì chúng ta phải biết được cái thành phần amino acid của nó. Và khi đã dùng đến amino acid thì các bạn phải biết rằng là chúng ta không được lạm dụng nó. Các bạn có thể tìm trên thị trường có bán cái amino 1000, họ đang bán trên thị trường đó, thì các bạn xem cái hướng dẫn sử dụng. Hướng dẫn sử dụng của họ ấy, là nếu dùng amino thì một năm các bạn chỉ được dùng 3 đến 5 lần thôi. Thế bây giờ chúng ta đang đưa cái GE và chúng ta đưa chủ yếu là chúng ta dùng cái amino acid, mà chúng ta không biết cái amino acid trong cái dung dịch đó là loại nào và có tác dụng với cây như thế nào, mà đâm ra là chúng ta sẽ gây ra cái chuyện là cây sẽ phát triển lệch lạc hoặc không phù hợp hoặc không có cơ sở gì cả, chỉ bằng cảm tính thôi. Thế thì đối với cái amino acid mà chúng ta sử dụng, chúng ta nhắc lại là chúng ta không được lạm dụng nó. Và hiện nay tôi thấy là rất nhiều bạn có nói là dùng GE, nhưng mà đăng lên ấy thì cũng chưa thấy một bạn nào là chứng minh rằng là hiệu quả của GE nó khác so với những cây người khác trồng bằng những chế độ chăm với phân thuốc bình thường. Và tôi thấy rằng là rất nhiều bạn vì không kinh nghiệm, không hiểu gì, không hiểu về cái đặc điểm sinh trưởng của cây, cũng giống như là thành cái tác dụng của các cái đa chung vi lượng, tác dụng của amino acid, tác dụng của chất điều hòa sinh trưởng. Và các bạn ấy bị rối trong một cái mê trận về phân. Và chính vì rối vậy rồi các bạn trồng cây không ổn nữa. Và sau khi các bạn bỏ hết cả phân, các bạn chuyển sang dùng cái dung dịch mà nói là GE thì cây có tốt hơn so với hiện trạng cũ của các bạn đó. Nhưng các bạn không thể so sánh được với các nhà vườn hoặc là những người có kinh nghiệm mà không cần dùng GE. Điều này muốn nói rằng là hiện nay á, có rất nhiều người đánh bóng, có rất nhiều người là cuồng tín, có rất nhiều người là tôn thờ GE. Thì tôi nói thẳng luôn, đa phần những người đó là những người không kinh nghiệm về chăm sóc lá. Và chẳng qua là trước nay họ trong cây không tốt, họ chuyển sang dùng cái đó, tại vì nó một số chất của tác dụng của amino acid làm cho cây có sự khác biệt so với cây củ bỏ. Và qua cái clip này, tôi cũng rất mong muốn là những nhà vườn, những người có kinh nghiệm trồng lan chuyển đổi sang dùng GE và hãy có thể post lên, có thể chia sẻ về cái sử dụng GE nó tác dụng nó tốt so với cái trường hợp mà đối với người kinh nghiệm nhé. Tôi không nói là những người không kinh nghiệm. Những người không kinh nghiệm thì vì quá rối với phân nên lúc đó là chủ động chuyển sang cái này và chỉ có một cách chăm. Thì đối với lan ấy, chúng ta cứ tưới nước đầy đủ, đưa một thêm một tí phân nhẹ nhẹ là nó phát triển được nếu chúng ta chăm sóc một cách thường xuyên thì cây nó sẽ phát triển, chứ không phải là cái tác dụng quá tuyệt vời của GE. Tôi nói thêm một chút nữa, đây ngoài đề mọi người nói rằng là khi chúng ta dùng GE là chúng ta giúp xử lý môi trường,
chúng ta dùng GE chúng ta có thể là giảm được giảm phát khí thải. Nhưng đấy là hoàn toàn sai lầm. Thứ nhất là khi các bạn làm GE các bạn bắt buộc phải có đường. Muốn có đường chúng ta phải trồng mía. Cứ 3 kg rác chúng ta cần 1 kg đường. Thế ở cái thành phố Hồ Chí Minh một năm một ngày họ thải ra là 10.000 tấn rác một ngày. Nếu 10.000 tấn rác này chúng ta xử lý tại hộ gia đình, chúng ta cần đến 3.000 tấn đường. Thì chúng ta không còn đường để mà ăn nữa. Và tất cả cái cánh đồng của chúng ta chỉ trồng mía thôi, không đủ để phục vụ cho việc làm cái xử lý rác này. Và đấy là nó tính không khả thi. Đường thì chúng ta cũng không nên dùng cái đường trắng, bởi vì muốn dùng đường trắng thì cũng rất nhiều hóa chất mới ra được đường trắng. À, chúng ta phải dùng đường nâu, chúng ta phải dùng đường đen. Nhưng bắt đầu cũng phải từ mía cả. Đúng không ạ? Đó là tính không khả thi. Cái thứ hai nữa là chúng ta ngâm tới 3 tháng. Nếu mỗi gia đình chúng ta thải 3 ngày chưa được 1 ký, tức là 1 tháng chúng ta sẽ thải ra khoảng 10 ký rác. 10 ký rác chúng ta cần 3 ký đường. Và cứ mỗi tháng chúng ta lại phải có một cái bình ngâm 10 ký rác đó. Và chúng ngâm 3 tháng. Thế thì chúng ta cần bao nhiêu bình để chúng ta xử lý rác tại nhà? Nên tôi nói là cái việc bất khả thi trong cái dự án này, không có hiệu quả kinh tế. Và thực ra chúng ta đang chuyển một cái sự ô nhiễm này sang ô nhiễm khác thôi. Quá trình lên men thì nó thải ra CO2. Chứ đâu phải nó CO2 biến đi đâu. Các bạn mở cái bình ra một đống khí nó phọt lên, nó bay, nó phát tán trong khí, đó là CO2 đó. Chúng ta chuyển hóa từ cái dạng này sang dạng khác thôi. Một là chúng ta đốt cũng ra CO2, mà chúng ta ngâm nó cũng ra CO2, đều phát tán CO2 vào khí quyển. Nếu mà nói là gia tăng lượng phát thải thì là hầu như không có tác dụng. Và chính vì thế đấy, trong tôi đang tra trên tất cả các cái trang mạng, tất cả các cái tạp chí về khoa học của các tổ chức uy tín trên thế giới, thì thực ra cái bài tiến sĩ này chưa có một cái bài nào được đăng ở trên các tạp chí khoa học uy tín và nhận được cái sự đồng thuận của các nhà khoa học trên thế giới. Thực ra cuối cùng chỉ nhìn thấy ở tại Thái Lan thôi. Nếu mà cái này thật sự hiệu quả, thật sự mà mang ích như thế, thế chắc như các nhà khoa học khác của thế giới chẳng nhẽ họ lại bỏ qua. Đúng ạ. Thực ra cái này nó có tác dụng là sao? Là trong những vùng sâu, vùng xa, chúng ta có thể là cái lượng rác nó vừa phải, chúng ta tận dụng nó để chúng ta kết hợp và chúng ta có thể để đem ra ngoài đất, cải tạo đất. Chứ không phải là để chăm hoa lan. Bởi vì với cái dung dịch này chúng ta đưa vào đất, thì trong đất nó có rất nhiều các dinh dưỡng, có rất nhiều các thành phần dinh dưỡng. Nó có thể là cải tạo, nó tác động để làm cho đất nó xốp lên. Thế còn cái cây lan, các bạn trồng trên một cái giá thể gỗ như thế này, nó có cái gì đâu, nó chỉ là gỗ. Thế chúng ta tưới vào thì hầu như nó không có tác dụng để cải tạo. Mà nếu mà cải tạo làm nhanh cái mục cái gỗ này hơn. Đúng không ạ? Thế chỉ còn lại, nói tóm lại là GE, gas bịt enzyme, enzyme từ rác, có tác dụng đối với cây, đó là nhờ các amino acid trong quá trình phân hủy. Và nấm men, nấm men ở trong quá trình hoạt hóa đó là còn có nấm men. Thì tác dụng chính của nó là amino acid và nấm men. Nhưng các bạn phải lưu ý này, trong GE khi chúng ta ngâm, mỗi người thì cái điều kiện hoàn cảnh nó khác nhau. Tại sao có những người lên thì tạo ra cái màng đen, có người thì màng trắng. Không có nghĩa là cái nấm men nào cũng có lợi, và cũng rất nhiều nấm men có hại. Và cái nấm men có hại á, có thể gây ung thư nếu chúng ta ăn, chúng ta hít vào cơ thể. Thế thì các bạn, nếu các bạn làm GE thì khi cái bình ấy, mà các bạn thấy có dấu hiệu cái màng trên nó đen, thì tức ra nên bỏ đi, chúng ta không nên dùng. Bởi ngay kể cả khi cái nấm men đó chúng ta phun tưới cây hàng ngày, nó phát tán cái bào tử nấm, nó phát tán trong khí và chúng ta hít phải, thì nó cũng là cái nguyên nhân gây ung thư. Vì vậy, đối với GE thì tôi xin khẳng định lại, nó không thể thay thế được phân hữu cơ và phân vô cơ. Tức là không thể thay thế được các phân có đạm, lân, kali.
các cái trung lượng. Chúng ta phải nên kết hợp là chúng ta phải dùng phân hữu cơ hoặc phân vô cơ, chúng ta kết hợp với cái dung dịch GE này. Tôi không nói rằng là không GE không phải là tôi không phản bác nó vẫn có một số giá trị. Nhưng khi chúng ta sử dụng nó, chúng ta phải sử dụng đúng. Đúng bằng cách là các bạn có GE nào thì phải nên đi, nếu các bạn có điều kiện thì nên đi phân tích, thuê các cái trung tâm họ phân tích xem là cái thành phần amino acid đó là gì và nó tác dụng gì với cây, chúng ta dùng cái nào. Và đã dùng đến amino acid thì chúng ta không được phép dùng liên tục, chúng ta chỉ dùng nó là cũng giống như cơm mẻ đấy, một quý chúng ta dùng một cỡ khoảng 2-1-2 lần, chúng ta không thể nào chúng ta lạm dụng nó, bởi vì những cái amino acid đó là cây nó không tự tổng hợp được, nó không tự tạo ra được, nó phải lấy từ bên ngoài. Nếu chúng ta đưa vào quá nhiều thì nó sẽ làm cho cây, các chức năng khác của cây có thể bị suy giảm. Nó tốt được mặt này, nhưng mà nếu quá liều hoặc là liên tục thì đến đời con đời cháu của cây nó có thể bị suy thoái. Nên là lời khuyên cuối cùng là tôi không phản biện là không nên dùng, nhưng các bạn dùng làm sao cho đúng cách. Và tôi chỉ khuyến cáo là GE phải kết hợp với phân vô cơ và phân hữu cơ. GE là phải phun, không được lạm dụng. Các bạn chỉ nên phun một năm hoặc một quý 1-2 lần thôi, không nên tuần nào cũng phun. Rồi còn tôi và còn các bạn, tất cả những người đang lạm dụng GE, hãy xem lại trong vòng 1-2 năm tới xem tình trạng cây của mình sẽ như thế nào. Thì đây, hy vọng rằng đây là những cái thông tin để mong là chúng ta có thể là sử dụng nó tốt hơn, nó phù hợp hơn nhất cho cây, và cũng không nên thần tượng quá về Rapid Enzyme là GE. Rồi, cảm ơn. Chúc các bạn có những cái lựa chọn đúng nhất cho mình để làm sao chăm sóc cái cây lan của mình tốt nhất. Rồi, chào các bạn.